Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài 7 ở trong quyển sách giáo khoa toán lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Đó là ôn tập về hình học, chúng ta cùng đi vào tiết số 1. Bài số 1A, người ta hỏi các bạn là mỗi đồ vật dưới đây có dạng hình khối gì? Vậy các dạng hình khối mà các em đã học thì bao gồm những dạng hình khối nào? Chúng ta đã học này, khối cầu này, khối lập phương này, khối hình hộp chữ nhật này và khối trụ, đúng không nào? Vậy thì ở đây các em sẽ quan sát các hình này, các em sẽ xem thử là các cái đồ vật ở đây nó thuộc khối một trong bốn khối mà chúng ta vừa liệt kê. Các em hãy dừng lại làm bài, sau đó thì sẽ đối chiếu với phần bài chữa của cô. Bây giờ cô bắt đầu chữa bài nhé. Ta có hình đầu tiên, đó là robot hút bụi. Robot hút bụi, các em quan sát ở đây, cái này nó có sẽ có dạng là ở đây đồ vật này có dạng khối gì đấy? Khối trụ đúng không? Như vậy, cái này có dạng là khối trụ. Robot hút bụi có dạng khối trụ. Tiếp theo, bể cá. Bể cá thì ở đây chúng ta thấy nó có 6 mặt, gồm 4 mặt xung quanh và 2 mặt. Một cái là đáy trên và một cái là đáy dưới ở đây. 6 mặt của nó là 6 hình chữ nhật. Như vậy thì ở đây, khối này người ta gọi là khối hình chữ nhật. Khối hình hộp chữ nhật. Bể cá thuộc khối hình hộp chữ nhật. Tiếp theo, khối Rubik. Cái khối Rubik này thì 6 mặt của nó là 6 hình vuông bằng nhau. Đấy, có 6 mặt và là 6 hình vuông bằng nhau. Khi một đồ vật có 6 mặt và 6 mặt đấy là 6 hình vuông bằng nhau thì nó sẽ là khối lập phương. Như vậy cái này nó sẽ thuộc khối lập phương. Và quả địa cầu, đây là có dạng là khối cầu. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Bạn nào mà chưa xong, các em hãy dừng một chút để tiếp tục làm cho xong bài tập số 1 nhé. Bây giờ cô và các em sẽ chuyển sang bài tập số 1B. Chọn hình thích hợp đặt vào dấu hỏi chấm. Các em thấy quy luật này. Hình hộp chữ nhật, hình trụ, đây, khối hộp chữ nhật, khối trụ, rồi đến khối lập phương, khối cầu, đấy, hộp chữ nhật, khối trụ, khối lập phương, khối cầu. Như vậy theo quy luật là cứ gì? Khối hộp chữ nhật, xong rồi đến khối trụ, rồi đến khối lập phương, rồi đến khối cầu. Đây chúng ta này, khối hộp chữ nhật này, khối trụ rồi, đây thiếu khối lập phương. Như vậy các em sẽ điền khối lập phương vào, đúng không? Theo đúng cái quy luật như vậy. Vậy thì ở đây các bạn quan sát thì đâu là khối lập phương màu xanh? Đấy, chúng ta thấy quy luật như vậy. Đấy. Cô nhắc lại quy luật này. Ta có này. Đây là khối hộp chữ nhật này, khối trụ này, khối lập phương này, khối cầu này. Theo đúng cái quy luật như vậy. Như vậy ở đây chúng ta có khối hộp chữ nhật rồi, khối trụ rồi thì sẽ đến khối lập phương màu xanh. Vậy các bạn sẽ chọn đáp án nào ở đây? Chúng ta sẽ chọn đáp án đúng chính là đáp án hình C các bạn nhé. Các em sẽ khoanh vào cho cô đáp án là hình C. Sau bài tập số 1 chuyển sang bài tập số 2. Ta có bài tập số 2 như sau. Nêu tên 3 điểm thẳng hàng có trong hình bên. 3 điểm thẳng hàng là 3 điểm mà nó cùng nằm trên một đường thẳng hoặc là cùng nằm trên một đoạn thẳng các bạn. Đấy, các em nhìn thấy nó cùng nằm trên một đường thẳng hoặc là cùng nằm trên một đoạn thẳng nào đấy thì nó sẽ là 3 điểm thẳng hàng. Như vậy các bạn hãy dừng lại làm bài tập số 2. Sau đó thì các em sẽ đi đối chiếu với phần bài chữa của cô. Bây giờ cô sẽ chữa, chúng ta sẽ có 3 điểm thẳng hàng như sau. 3 điểm thẳng hàng, ba điểm thứ nhất là A, M, C. Đây là 3 điểm thẳng hàng. Rồi đến 3 điểm A, N, B. Đấy, 3 điểm này thẳng hàng, cùng nằm trên một đường thẳng đấy. 3 điểm này cùng nằm trên đường thẳng. Tiếp theo ta có B, O, M, 3 điểm này thẳng hàng. Rồi cuối cùng ta có 3 điểm là C, O, N. Như vậy chúng ta viết được 4 cặp đúng không nào? 4 bộ. Đấy, 4 bộ 3 điểm thẳng hàng như cô vừa liệt kê ở đây. Và khi mà các bạn liệt kê thì các em có thể thay đổi vị trí
Ví dụ như kem đọc là AMC, bạn nào đọc là 3 điểm thẳng hàng là CMA thì cũng được nhá. Đấy, cô đọc là ANB, một bạn khác lại không đọc như vậy, đọc là BNA thì cũng được kem nhá. Như vậy chúng ta có các điểm thẳng hàng, cô nhắc lại AMC, ANB, BOM và CON. Những bạn nào chưa xong bài tập số 2, các em hãy dừng lại, tiếp tục làm cho xong bài tập số 2. Cô chuyển sang bài tập tiếp theo là cô chuyển bài tập số 3. Bài tập số 3 như sau: con ốc sen bò đến cây chuối theo đường gấp khúc ABCD. Đây, chúng ta có hình ảnh một con ốc sen bò đến đường đến cây chuối theo đường gấp khúc là đi từ A đến B rồi đến C đến D là đến cây chuối. Tính độ dài cái quãng đường ốc sen phải bò. Như vậy độ dài đường gấp khúc này bao gồm 3 đoạn thẳng, đó là đoạn AB, đoạn thẳng BC và đoạn thẳng CD. Vậy chúng ta muốn tìm độ dài cái quãng đường ốc sen phải bò thì các em lấy độ dài 3 đoạn thẳng này các em cộng vào nhau. Khi mà chúng ta tính độ dài đường gấp khúc thì các em phải xem đường gấp khúc đấy bao gồm mấy đoạn thẳng. Đấy, thì chúng ta cộng cái độ dài của các cái đoạn thẳng thì sẽ ra được độ dài đường gấp khúc. Vậy các bạn hãy dừng lại làm bài tập số 3, sau đó thì các bạn sẽ đối chiếu với phần bài chữa của cô. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào bài tập số 3 như sau. Cô chữa bài tập số 3 như sau. Ta có độ dài quãng đường ốc sen phải bò là các em sẽ lấy quãng đường AB cộng với quãng đường BC cộng với quãng đường CD. Như vậy lấy 125 cộng với 380 cộng với 300 thì được kết quả ở đây là 805. Đơn vị của ta ở đây là cm. Và chúng ta có đáp số là bằng 805 cm. Như vậy, chúng ta đã vừa đi tiếp được bài tập số 3. Những ai chưa xong, các em hãy dừng lại một chút làm cho xong bài tập số 3 nhé. Cô chuyển sang bài tập tiếp theo như sau. Yêu cầu các bạn vẽ hình theo mẫu. Thì đối với hình vẽ này thì các bạn sẽ lấy bộ ô ly ra. Đấy. Các em sẽ đếm này. Ví dụ như ở đây các em sẽ đếm theo cái phần ô ly của ta đúng không? Đấy. Chúng ta có 2 này. Đếm theo số ô ly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đây đây xin lỗi các bạn, 1 2 3 4 5 6 7 8. Như vậy các em sẽ vẽ một cái đoạn bằng 8 ô ly này. Đấy, xong rồi các bạn vẽ lên này, vẽ lên mấy ô, 1 2 3 4 5 6 đúng không? Đấy, các bạn vẽ lên 6 ô. Đấy, bên này các bạn cũng vẽ lên 6 ô, được chưa? Rồi các bạn nối hai điểm này với nhau. Đúng không nào? Đấy. Xong rồi các em sẽ từ đây sang đây thì các em đếm có 2 4 này, 6 này, 8 này. Như vậy là 8 ô nhá. Thế tại vị trí, tại cái vị trí ở chính giữa này, tại vị trí của cái 4 ô này, các bạn gióng lên. Kem gióng lên nhá, gióng lên 1 2 3, kem đánh dấu chấm một cái, đúng không nào? Rồi các bạn nối xuống. Đấy, chúng ta nối xuống. Đây, được chưa? Sau đó thì từ đây các bạn kéo lên là thêm 2 ô, rồi các bạn vẽ cái ống khói này. Tương tự các bạn sẽ vẽ tiếp các cái họa tiết còn lại. Thì cái này thì các bạn sẽ dùng vừa ô ly thì các bạn vẽ hình theo mẫu này thì cũng khá là đơn giản. Thì bố mẹ nếu như bạn nào không vẽ được thì bố mẹ hướng dẫn các con nhé. Và chúng ta sẽ bằng cách là chúng ta sẽ vẽ các cái họa tiết này bằng cách chúng ta đếm cái số ô vuông nhỏ rồi chúng ta vẽ theo. Đấy, các cái đoạn thẳng này theo số ô vuông nhỏ. Đấy. Chỉ có cái chỗ này, cái xác định cái vị trí này thì tại vị trí này, tại cái vị trí 4 cm này, 4 ô này này, chúng ta lấy ra lên 1 này, 2 3 4 này. Các em dùng các em
dùng thước hoặc là các em nhìn lên chúng ta giống lên ba ô 1 2 3 các em chấm đây này. Đấy, chấm đây một cái xong rồi chúng ta nối lên đây. Để chúng ta được hình cái mái nhà, đúng không nào? Vậy thì bài 4 là các bạn tự hoàn thiện nhé. Bây giờ cô sẽ chuyển sang bài tập cuối cùng là bài tập số 5. Ta có bài tập số 5 như sau. Đây chúng ta hoàn thiện bài tập số 5 này. Bài tập số 5 yêu cầu các bạn là chọn câu trả lời đúng. Người ta hỏi các bạn là trong hình bên có bao nhiêu hình tứ giác? Vậy hình tứ giác là gì? Tứ giác là hình có bốn cạnh. Các em phải nhìn những cái hình nào mà có bốn cạnh thì các em sẽ liệt kê ra. Ví dụ đây là hình đầu tiên có bốn cạnh. Đây, nhìn theo cái nét chỉ của cô này. 1, 2 này, 3, 4. Đây là một hình tứ giác. Hình tứ giác thứ hai này, đây là chính là hình này. Đấy, hình tứ giác thứ hai là hình này. Hình tứ giác thứ ba này, được chưa? Hình tứ giác thứ tư này, hai cái hình này, hai cái hình thứ hai và thứ ba gộp với nhau thì sẽ ra được hình tứ giác thứ tư. Và chúng ta có hình tứ giác thứ năm là nó bao gồm cái hình gồm ba hình tứ giác mà chúng ta vừa chỉ. Như vậy chúng ta có các hình tứ giác như sau. Hình thứ nhất cô chỉ lại cho các bạn, đây hình thứ nhất. Hình thứ hai. Hình thứ ba. Hình thứ tư. Hình thứ tư thì nó bao gồm hai hình là hình 2 cộng với hình 3. Hai hình này ghép với nhau thì nó sẽ ra được hình thứ tư. Và hình thứ năm thì nó bao bao gồm ba hình, hình 1, hình 2, hình 3. Ba hình này ghép với nhau thì sẽ được hình tứ giác thứ năm. Như vậy, câu trả lời của ta ở đây là hình bên có tất cả là 5 hình tứ giác. Đáp án C, 5 hình tứ giác các bạn. Và bao gồm các hình 1, hình 2, hình 3. Hình 4 thì nó sẽ bằng là hình 2 cộng với hình 3. Hình 5 thì nó bao gồm là hình 1 cộng hình 2 cộng hình 3. Như vậy, ở cái tiết học hôm nay cô đã vừa các bạn chúng ta cùng các bạn chúng ta đã ôn tập lại về hình học một chút đúng không nào? Ở cái bài 7 tiết số 1 trong quyển sách giáo khoa toán lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Ủng hộ cho cô hãy giới thiệu bạn bè của các em vào YouTube gõ từ khóa kênh Miết Hạnh để xem thêm các video khác trên kênh của cô. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.